kết hợp hệ thống truyền động hiệu quả với ngoại hình đẹp, Elantra Hybrid là lựa chọn đáng để sở hữu. Có sẵn chỉ với hai phiên bản xanh lam và giới hạn Hyundai Elantra Hybrid 2021 không hy sinh không gian nội thất cho việc đóng gói pin. Động cơ hút khí tự nhiên 1,6 lít kết hợp với động cơ điện 32 kW mang lại công suất 139 mã lực và mô men xoắn. Hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp truyền sức mạnh cho bánh trước. Trong khi pin lithium-ion 1,32 kWh giúp xe trả về 53.56/54 mpg trong thành phố, đường cao tốc kết hợp cho Blue và 49.52/50 mpg cho giới hạn. Đó là những con số tuyệt vời. Và với giá xăng cao ngất ngường ở một số vùng của đất nước, khách hàng sẽ rất vui vì ít phải dừng đổ xăng hơn. Mặc dù số liệu đầu ra của hệ thống chuyển động không đáng ngạc nhiên, nhưng con số mô men xoắn cao và khả năng giao hàng nhanh chóng khiến Hyundai Elantra Hybrid 2021 trở thành một cỗ máy lái xe thú vị. Nhấn ga và động cơ điện cung cấp mô men xoắn ngay lập tức. Với cảm giác tăng tốc ban đầu mạnh mẽ, khi bạn đạt đến tốc độ 35 dặm một giờ, Hybrid cần thêm một chút thời gian để đạt được tốc độ, điều này dễ nhận thấy hơn trên đường cao tốc. Cũng đáng chú ý là tiếng gầm lớn của động cơ khi nó cố gắng tăng tốc độ, cảm giác như nó đang ép mọi thứ có thể để di chuyển các bánh xe. Hộp số chuyển lên và xuống nhanh chóng, và nó giữ các bánh răng lâu hơn ở chế độ thể thao. Tay lái cũng nặng hơn một chút ở chế độ thể thao, trong khi chế độ thoải mái giúp mọi thứ thoải mái hơn. Nhưng sự thúc đẩy ban đầu khiến Elantra Hybrid trở thành một chiếc xe đáng chú ý để lái, đặc biệt là khi bạn nhìn vào những con số tiết kiệm nhiên liệu đó. Lái mô hình Limited từ Dallas đến Houston, chúng tôi đạt trung bình khoảng 43 mpg trong suốt chuyến đi kéo dài 3,5 giờ, một con số khá phù hợp với giới hạn tốc độ cao của Texas và những luồng gió mạnh mà chúng tôi gặp phải. Trải nghiệm bên trong mẫu thử nghiệm Hyundai Elantra Hybrid Limited 2021 của chúng tôi đi kèm với nội thất lạ mắt và bố cục màn hình kép tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời khi bạn ở trong cabin. Hai màn hình 10,3 inch mang lại cảm giác công nghệ cao cho cabin, một màn hình hoạt động như cụm đồng hồ, và màn hình còn lại đóng vai trò là màn hình cảm ứng thông tin giải trí. Cụm kỹ thuật số có đồ họa đẹp mắt trông cao hơn một bậc, trong khi thông tin giải trí dễ sử dụng nhờ các menu được đơn giản hóa. Tất nhiên, Apple CarPlay và Android Auto được bao gồm trên màn hình lớn, nhưng bạn phải sử dụng cáp để kết nối điện thoại thông minh của mình với Elantra. Trong khi màn hình 8,0 inch tiêu chuẩn cho phép kết nối không dây, màn hình lớn hơn lại thiếu khả năng tương thích này. Bên cạnh những công nghệ ấn tượng, Hyundai Elantra Hybrid Limited còn được trang bị rất tốt. Ghế trước thông gió đã được chứng minh là một sự quyến rũ trong mùa hè Texas nóng bức, và Limited còn có bộ sạc không dây. Hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa Bose và ghế lái chỉnh điện với hỗ trợ thắt lưng. Tất cả đều tuyệt vời, nhưng chúng tôi muốn thấy một số cải tiến về vật liệu nội thất. Mặc dù chúng tôi thích nhựa kết cấu trên các tấm cửa và bảng điều khiển, nhưng nó có cảm giác rẻ tiền ở cả phía trước và phía sau. Cho dù đó là ở trên cùng hay dưới cùng của cửa, nhựa cứng ở khắp mọi nơi, đó là một vị trí kỳ lạ với phần còn lại của cabin. Mặt khác cũng cần chú ý đến từng chi tiết mà các nhà thiết kế của chiếc xe đã chú ý bên trong. Ví dụ, các lỗ thông gió mở rộng từ trung tâm của bảng điều khiển đến tận cửa của hành khách phía trước, một yếu tố thiết kế mang lại cảm giác cao cấp cho nội thất. Các nhà thiết kế cũng giữ tất cả các nút cách xa khung màn hình để mang lại vẻ ngoài gọn gàng, với các nút cứng và núm âm lượng được kẹp giữa các lỗ thông hơi và điều khiển SVAC. Những loại chi tiết này làm cho nội thất sáng bóng. Có nên mua không? Với một cabin ấn tượng và khả năng lái xe tinh tế, Hyundai Elantra Hybrid 2021 là một chiếc xe nổi bật.
Mặc dù đối thủ của nó chỉ bao gồm Honda Insight và Toyota Corolla Hybrid, cả hai đều lái rất tốt, Elantra đã tạo ra một tuyên bố táo bạo bằng cách mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và giá trị chưa từng có. Mẫu thử nghiệm giới hạn của chúng tôi đã vượt qua quầy thanh toán với giá 29.260 đô la, một mức giá hấp dẫn cho tất cả chuông và còi đi kèm và các con số tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian với tất cả các mẫu Hyundai Elantra, nhưng Hybrid mới là mẫu xe nên mua. Từ giá trị đến trang bị cho đến trải nghiệm lái, Elantra Hybrid là một sản phẩm hoàn hảo mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc mà không phải chi tiêu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!